Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị anh chị và các bạn xem một cái mẫu xe cực kỳ chất luôn, tuy rằng là đời hơi thấp và dáng thì người ra thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà về chất lượng chiếc xe này thì còn rất là đảm bảo nhé. Cái chiếc xe này là mang tên là Toyota Corolla, nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản về, và chiếc xe này có một động cơ 1.6. Đặc biệt là chiếc xe này là có động cơ máy phun xăng điện tử nhé. Chiếc xe này là có cái máy phun xăng điện tử rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, và chiếc xe cực kỳ chất luôn. Xe biển 61, một cái chiếc xe màu xanh nhìn khá độc đáo đúng không ạ. Chiếc xe này còn rất là chất nhá. Các bác nào mà đang quan tâm những chiếc xe ít tiền thì đây là cái mẫu xe cho các bác lựa chọn, một chiếc xe lồi đồng cối đá luôn, cực kỳ chất lượng nhá. Tí em sẽ quay chi tiết cho tất cả quý vị anh chị và các bạn xem. Đây thì các bác nào, anh chị nào mà đang quan tâm những chiếc xe ít tiền, những chiếc xe mấy chục triệu về tập lái đúng không ạ, và về chạy hay xe máy, thì đây là một cái mẫu xe rất là ok cho các bác lựa chọn. Xe cực chất luôn nhá. Đấy, chất lượng nó như thế nào thì một lát nữa thôi em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác xem. Đấy, hiện tại thì em đang quay cho các bác xem là cái vấn đề là bên ngoài của cái chiếc xe qua loa, một lát nữa em sẽ quay chi tiết nhé. Còn đây là cái phần nội thất bên trong của cái chiếc xe Toyota Corolla này. Đấy, nội thất bên trong đây các bác nhé. Nội thất rất là đẹp luôn, tuy rằng là đời thấp nhưng mà cái nội thất của xe nó còn khá là đẹp. Chủ xe trước đi khá là giữ gìn cho nên là về cái nội ngoại thất của xe còn khá đảm bảo đây các bác xem đúng không ạ. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết nhé. Đây là ghế này, đây có xem ghế này đúng không, vô lăng các thứ đây. Và bây giờ thì em sẽ quay cho bác xem về bên ngoài trước, một lát nữa thì sẽ quay vào bên trong nội thất của xe sau nhé. Vừa rồi thì em cũng quay gọi là sơ lược qua thôi. Đấy, em đóng cửa lại và quay để cho các bác xem. Đấy, chiếc xe có một cái bộ na lăng đúc rất là đẹp đúng không ạ, và có một bộ lốp rất là dày nhá, bộ lốp bộ vỏ đấy ạ, rất là dày, và nước sơn thì rất là bóng bẩy sạch sẽ, thân vỏ cứng nhá, không hề bị han mọt các bác nhá. Chiếc xe này thân vỏ cực kỳ là đẹp luôn, không hề bị han mọt này, và không hề bị đâm đụng nhá. Riêng cái thân vỏ của chiếc xe này để các bác hoàn toàn yên tâm, thân vỏ cực đẹp, thân vỏ rất là đẹp nhá. Bây giờ thì em đã sẽ quay gần hơn để cho tất cả các bác xem về cái hình thức bên ngoài của cái chiếc xe Toyota Corolla này. Chiếc xe đời 1994 nhá, và đăng ký lần đầu năm 1998 nhá. Đấy, đây là một dàn vỏ, dàn lốp của xe đây, nó hơi bẩn thôi, các bác rửa đi cái ok, vì các bác biết là đường đang còn ướt đây, trời hôm qua là mưa mà. Đấy, hiện tại thì em đang quay cho các bác xem về cái thân vỏ bên ngoài của cái chiếc xe Toyota Corolla này. Đây các bác xem đúng không ạ. Thật là mấy hôm rồi thì em cũng bị ốm, có một số vấn đề cho nên là cũng ít khi lên sóng, ít lên sóng, nhưng mà từ hôm nay cho đến nay em sẽ lên sóng thường xuyên hơn nhé. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm những dòng ô tô cũ thì các bác cứ chú ý và theo dõi. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì các bác hãy nhấn một lần đăng ký kênh và một lần báo chuông để được thông báo những cái video mới nhất, những chiếc xe tốt nhất về điện thoại của các bác để các bác lựa chọn. Đây lốp đây các bác nhá, lốp và na răng đây. Em quay gần và chi tiết cho các bác xem luôn. Chiếc xe này thì về các bác không phải làm gì đâu, có một chút sơn bên ngoài đằng sau đây thì em vẫn để nguyên. Nói chung là chiếc xe này về em chưa làm gì đâu nhá, để nguyên như vậy luôn. Thì cái chiếc xe này là chiếc xe mà chủ xe trước người ta đi và người ta lâu đời thì người ta mang, người ta đổi cho em, người ta đi những chiếc xe đời cao hơn và hình dáng nó đẹp hơn. Đấy, thì người ta để lại cho em. Thì bây giờ em quay lên, bác nào mà đang thích những chiếc xe lồi đồng cối đá, những chiếc xe lành và tiết kiệm, đấy, đi lành và tiết kiệm nhé, thì đây là một cái mẫu xe đấy các bác lựa chọn nhé. Các bác xem và nếu mà thích rồi thì các bác hãy nhấc máy và alo cho em theo số điện thoại là 0938586307 nhé. Các bác kết nối Zalo số ấy luôn, và địa chỉ xem xe là tại số 156 Ngô Bệ,
phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Và địa chỉ ở trong cơ sở Bình Dương là khu chung cư An Bình, phường An Bình, thành thị xã Dĩ An, Bình Dương nhé. Ở trong đó thì em cũng đang có một số xe nữa, có hơn chục chiếc xe, tầm tiền từ 100 triệu cho tới 300 triệu nhé. Các bác liên hệ theo số điện thoại là 0866 181 628, đấy là số điện thoại của bà chị gái em nhé. Đấy, các bác tiện liên lạc, nếu các bác nào mà đang trong khu vực đấy đang có nhu cầu mua ô tô cũ thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại vừa rồi em đọc nhé. Các bác cứ đến xem xe và được tư vấn kỹ về từng chiếc xe một nhé. Đấy. Còn bây giờ hiện tại em đang quay cho các bác xem cái chiếc xe Toyota Corolla này. Đấy, lốp đây nhá các bác nhá, lốp vỏ đây. Các bác xem đúng không? Nó rất là dày. Cái chiếc máy kia của em nó đang bị trục trặc cho nên là hôm nay em quay bằng cái máy. Cái máy này là máy nó cũng chất lượng hình ảnh nó cũng ở cái mức độ bình thường thôi, không đẹp lắm. Nhưng mà cũng làm sao quay để cho các bác xem một cách kỹ và chi tiết. Và hiện tại thì em cũng đang có mấy chiếc xe tầm khoảng dưới 100 triệu thì đây, có chiếc xe Fiat. Đấy. Chiếc Fiat này là 1.3 nhá, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn và xe thì cũng cực kỳ hợp chất. Những chiếc xe mà nhà em bán thì các bác hoàn toàn yên tâm rằng là tuy là ít tiền nhưng mà cũng còn rất là chất nhá, chất lượng đảm bảo cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác khi mà đã mua chiếc xe nhà em rồi thì em tin chắc một điều rằng là các bác sẽ thích mua lần nữa. Đấy, bác nào mà đang quan tâm thì các bác hãy xem thật kỹ, thật chi tiết nhé. Em sẽ quay kỹ và chi tiết cho các bác xem luôn. Bây giờ thì em đang quay cho các bác xem sơ qua phần nội thất bên trong và bên phụ đi vào. Đấy, đúng không? Thì bây giờ em sẽ mở tất cả bốn cánh cửa ra quay cho các bác xem nhé. Một chiếc xe thân vỏ cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy. Tôn này các bác đây có các bác nghe. Tuy rằng xe ít tiền thôi nhưng mà về cái chất lượng của nó cũng còn khá là tốt nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ mở cái cửa ra. Quay cho bác xem chi tiết về từng bộ chi bộ từng bộ phận một nhé. Và bây giờ thì cái cánh đầu tiên em quay cho bác xem là cái cánh đằng trên bên bên lái nhé. Cánh đằng trên bên lái đây các bác xem đây. Đấy, nó có chỉ có cái hiện tượng là bẩn thôi nhá. Các bác về mua về vệ sinh sạch sẽ thì cái là ok. Đấy, chiếc xe này thì kính vẫn quay tay nguyên bản luôn. Đây các bác xem nhé. Kính tắp ni tắp nô của xe rất là đẹp luôn. Đây thân vỏ rất là cứng cáp luôn các bác xem. Đấy, vách cửa này bật quẹ lên xuống này. Đấy, bắn này đúng không? Một bộ ghế da rất là đẹp nhé. Một bộ ghế da rất là đẹp luôn. Đây các bác xem. Đấy, bộ ghế da rất là đẹp luôn này. Đây và đây các bác xem nhé. Đây là cái tắp lô, tắp ly của xe. Đây, tắp lô của xe đây các bác nhé. Đây phần tắp lô của xe. Đây, âm thanh các thứ vẫn hoạt động bình thường nhé. Và điều hòa rất là mát nhé. Điều hòa hai chiều sử dụng tốt luôn. Đăng kiểm mua chiếc xe này có đến tháng 2 năm 2020. Đây các bác xem đây. Đấy, 0220 đúng không ạ? Vẫn rất là dài. Đấy, tắp lô tắp ni đây các bác em quay cho các bác chi tiết luôn nhé. Và đây là cái mặt trong bảng đồng hồ của xe. Đấy, vô lăng này biểu tượng Toyota đúng không ạ. Đấy, sàn đây nhá. Nói chung là chiếc xe này thì về các bác cơ bản là mình vệ sinh thôi chứ cũng không phải làm cái gì đâu. Tuy rằng là xe ít tiền nhưng mà các bác về mình cũng không phải là sửa chữa gì đâu. Đấy, trần ý và được bọc ly lông rồi. Xe tuy ít tiền thật nhưng mà tôi rằng là nói chung là cũng còn khá là tương tất. Tất nhiên là so với lại những chiếc xe mà tầm tiền tầm đời thì đây là một cái chiếc xe em nghĩ là cũng khá là tốt. Đấy. Các bác hoàn toàn yên tâm là bên em cũng đã kiểm tra về tất cả mọi thứ rồi, như là máy móc, khung gầm, côn số lái, mọi thứ, mọi chức năng đều kiểm tra test kỹ rồi nhá. Cho nên các bác đến mua chiếc xe này thì hoàn toàn yên tâm thôi, không phải suy nghĩ, không phải lo lắng gì đâu. Bên em thợ thì các bác sẽ biết là
Thợ bên em cũng toàn là thợ lành nghề hết, vừa em kiểm tra mới vừa thợ của em kiểm tra, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Đấy, đây là bộ ghế đằng sau của cái chiếc xe này. Đấy, tắp ly tắp lô đây, vừa em quay rồi em quay thêm cho các bác xem cách kỹ càng hơn đúng không ạ. Bác nào mà ở gần khu vực nhà em thì các bác đến qua xem xe trực tiếp nhé. Bác nào mà ở xa thì các bác có xem qua video hoặc là em quay, em chụp thêm hình ảnh cho các bác xem gửi qua Zalo nhé. Các bác kết nối Zalo theo số điện thoại vừa rồi em đọc, số 093 8586 307 nhé. Đấy, phía đằng sau này. Trần. Rồi, ok ạ. Bây giờ thì cái bước tiếp theo em quay cho các bác xem là những cái bước như là nội thất và cái phần phần máy, phần cốp đúng không ạ? Quay tất cả luôn. Đấy, xe càng ít tiền thì càng phải quay kỹ. Thì đôi khi là những chiếc xe ít tiền thì các bác cứ lo lắng không biết là nó ra, chất lượng nó ra sao đúng không ạ? Cho nên là phải quay kỹ hơn. Bây giờ thì em sẽ mở cái cốp ra cho các bác xem nhé. Cho các bác xem cái phần cốp của xe. Thì đây nhá, đây là tổng thể cái phần cốp đằng sau của xe đây. Đây, phần cốp của xe các bác thấy không han mọt gì. Thân vỏ rất là đẹp đúng không ạ? Không hề bị han mọt đâu. Đây các bác xem cốp này. Đây, cốp khá là rộng nhá. Cái phần cốp khá là rộng để cho các bác đựng đồ. Đấy, một chiếc xe có động cơ máy phun xăng điện tử rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, chiếc xe này 1.6 máy phun xăng điện tử nhá. Vừa rồi em cũng giới thiệu rồi, bây giờ em nhấn mạnh lại là cái chiếc xe này là một chiếc xe máy phun xăng điện tử chứ không phải là chạy chế hòa khí như một số chiếc xe khác nhé. Đấy, một số chiếc xe khác thì chạy chế hòa khí bình xăng con đúng không ạ? Thì chiếc xe đấy là nó sẽ rất là tiết, nó sẽ rất là tiêu hao nhiên liệu đúng không ạ? Rất là tốn xăng. Đấy, chiếc xe của em thì các bác biết là máy 1.6 mà lại phun xăng điện tử đúng không ạ? Nên là nhiên liệu rất là ít nhá, rất là hấp dẫn luôn. Các bác chạy xa thì hoàn toàn là phù hợp. Các bác chạy xa hoàn toàn thì yên tâm và phù hợp với cái chiếc xe này nhá. Nhiên liệu chiếc xe này nó rơi tầm khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km nhá. Rất là ít luôn. Dòng xe nhập Nhật các bác nhé. Đây là một cái chiếc xe Toyota Corolla nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản về luôn, chứ không phải là xe lắp ráp trong nước nhé. Cho nên về cái chất lượng của nó cực kỳ là ok. Nếu bác nào mà đã sử dụng qua cái dòng này rồi thì các bác cũng sẽ biết và cũng sẽ thấy, cảm nhận thấy đúng không ạ? Bây giờ thì em đang quay cho các bác xem cái phần nội thất mà em đứng từ bên phụ em quay vào. Đây, một chiếc xe ít tiền nhưng mà còn khá là tốt đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ đến cái bước cuối cùng mà quay cho các bác xem là cái phần máy của xe nhé. Còn bác nào mà muốn nghe tiếng máy hoặc là muốn xem những bộ phận khác thì các bác hãy kết nối Zalo để em sẽ gửi cho các bác qua Zalo nhé. Đấy, đây là cái phần động cơ của cái chiếc xe Toyota Corolla này. Đây các bác xem đúng không ạ? Cái bộ máy nhìn khá là sáng, khá là đẹp đúng không ạ? Đây các bác nếu mà biết về máy thì các bác thấy rằng là nhìn đây các bác biết là máy làm phun xăng điện tử hay là máy chạy chế hòa khí đúng không ạ? Đây. Phun xăng điện tử nhá. Đây 4 này, 1 2 3 4, 4 kim phun điện đúng không ạ? Đây tổng thể cái phần máy, máy cực chất luôn nhá, máy nổ cực êm. Riêng máy chiếc xe này các bác khỏi phải bàn về máy luôn. Khô ráo sạch sẽ, chạy rất là ngon luôn, rất là bốc và khỏe. Đấy rồi, ok thì vừa rồi em Trâm cũng đã giới thiệu cho tất cả các bác xem về cái chiếc xe này và cũng nói về cái chất lượng của chiếc xe này rồi. Bác nào mà đang quan tâm, đang tìm những dòng xe về chạy thay chiếc xe máy, về chạy tránh mưa, tránh nắng cho gia đình nhà mình thì đây là một chiếc xe em cam kết là chiếc xe chất lượng nhé. Đấy, bác nào mà đang quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em để được biết thêm thông tin chi tiết nhất về cái chiếc xe này. Ok, em cảm ơn ạ.